chào cả nhà. Và lúc này Thủy đang mặc một áo đồng phục mà Thủy đã chia sẻ với cả nhà ở video trước. Cả nhà thấy thế nào ạ? Cả nhà biết không, đây là mẫu áo dài được làm trên chất liệu vải nhung nhật co giãn 4 chiều, cho nên là mặc rất là thoải mái cả nhà nhé. Đó, với chất liệu vải này thì có nhiều những cái ưu thế để cho các nhà thiết kế dễ cắt được áo dài đẹp. Ví dụ như là chiều giãn dọc rồi chiều giãn ngang, khi mặc lên thì rất là thoải mái và cái phần nách rất là phẳng cả nhà nhé. Phần nách rất là phẳng và phần cổ cũng rất là phẳng và phần ngực thì rất là ôm. Thì đấy là cái ưu điểm của những chất liệu vải co giãn. Tất nhiên là trong mẫu áo dài thì để có được mẫu áo dài đẹp thì chúng ta cũng phải chọn chất liệu tương đối kỹ thì sản phẩm áo dài của chúng ta mới được đẹp. Vậy thì cả nhà thấy mẫu áo dài này của Thủy thế nào ạ? Với cái màu sắc như thế này thì phù hợp được với rất là nhiều các chị em có làn da hơi đen một chút, hoặc là tôn được rất là nhiều những chị em mà có làn da trắng. Chính vì thế màu này đang được các chị em rất là thích đấy ạ. Và bản thân Thủy cũng đang rất là thích. Và cả nhà lưu ý là khi mà cắt những cái chất liệu vải mà co giãn 4 chiều như thế này thì cái phần cử động ngực là chúng ta nên trừ độ giãn. Ví dụ như Thủy đang trừ là 4cm trên một vòng. Còn cử động eo thì các bạn có thể giữ nguyên, hoặc là nếu như ai bụng to thì chúng ta có thể cộng 2cm cử động để khi khách mặc không bị lộ cái phần bụng này. Còn cái phần cử động mông thì chúng ta có thể cộng trừ từ 2 đến 4cm để phù hợp với nhiều dáng người khác nhau. Ví dụ như ai mông nhỏ thì chúng ta có thể cộng cử động mông nhiều hơn một chút, còn ai mà mông to thì chúng ta có thể thu hẹp cái phần cử động mông lại một chút. Đó. Còn nói về vấn đề chiều dài cũng như là dáng áo thì nếu như chị em nào mà có dáng mà hơi khiêm tốn thấp thì chúng ta cắt cái tà A để ít thôi. Còn nếu như chị em nào mà dáng cao mà hơi gầy thì chúng ta có thể cắt A nhiều hơn. Đó. Thì với cái dáng áo dài mà như thế này thì chúng ta có thể phù hợp với rất là nhiều các dáng người của các chị em và che được rất là nhiều nhược điểm, vì cái phần tà này được xẻ ra cho nên cái phần bụng này khi mặc là không bị lộ. Đó. Tiếp theo nữa thì đi đôi với trừ cử động ngực rồi cử động eo rồi cử động mông thì cái phần cử động bắp tay này thì chúng ta cũng nên trừ giãn đi khoảng từ 1 đến 2 cm tùy theo cái nhu cầu của khách hàng muốn là mặc ôm hay mặc rộng. Nói về kỹ thuật áo dài thì có rất là nhiều kỹ thuật và Thủy cũng đã chia sẻ qua rất là nhiều các video ở trên kênh YouTube Dạy Cắt May Cô Phan Thủy, thì cả nhà có thể xem thêm nhé. Còn bây giờ thì cả nhà ngắm sản phẩm của Thủy thế nào ạ? Thực sự là Thủy đang thấy rất là thoải mái vì cái chất liệu vải này cả nhà. Đó. Cả nhà nhớ nhá, nếu như cả nhà có câu hỏi gì thì cứ alo nhắn tin cho Thủy vào số điện thoại 0984716281 thì Thủy sẽ chia sẻ với cả nhà được nhiều kỹ thuật hơn. Và bây giờ thì xin chào cả nhà, chúc các chị em luôn xinh đẹp rạng ngời trong tà áo dài.